Xin thưa các bạn và anh em, trên tay tôi là cụm đèn công tắc pha cốt và gạt mưa của dòng xe Mitsubishi Tôn. Đây là cả cụm, bao gồm cả thứ nhất là đây công tắc đèn, đây là gạt mưa, gồm cả công tắc gạt mưa này, cái này công tắc gạt mưa, đây là công tắc pha cốt điều chỉnh đèn chiếu xa chiếu gần đấy của dòng xe Mitsubishi Chiton. Thì cái này là, đây là cụm, cả cụm của nó bao gồm có cả hai luôn đấy. Đây là giác cắm, phần này là phần giác cắm, cái phần giác cắm đấy. Thì trong quá trình khi mà chúng ta lưu thông xe, chúng ta chạy xe trên đường bị hỏng mất cái cụm công tắc pha cốt và gạt mưa này, thì các bạn vui lòng đến phụ tùng Mitsubishi Nam Việt, thì chúng tôi chuyên nhập khẩu và phân phối tất cả các phụ tùng dòng xe Mitsubishi tại thị trường Việt Nam. Như vậy anh em mà nhu cầu còn thay thế sửa chữa thì các bạn vui lòng đến phụ tùng Mitsubishi Nam Việt, website phụ tùng mitsubishi.vn.